A letter to Earthlings. Dear Earthling, during my last cosmic trip, I decided to visit your beautiful planet for over a week, and I would love to tell you all about it. I came from a planet far away, and what I enjoy the most is traveling through outer space, discovering every wonderful new place. You never saw me, I think, as I did my best to disguise, so I could fit in. And a helpful thing is that my spaceship can disappear, with just a click. I first landed in a place full of what you call snow, and that was a lot of fun, but very, very cold. Then, I remembered your planet looks blue, so over your big oceans I flew. I said hello to a turtle, a dolphin, and a big whale. I asked them, where should I go next? And they said the beach was a great place. I really enjoyed playing in the sand, looking for shells, and even surfing on top of a wave. Then I laid down to relax when a seagull came to say hi. I didn't have a clue that what he wanted was to take all of my food. As I wanted to see as much as I could, through your cities I took what I think you call a tour. I saw wonderful things, but what I enjoyed the most was playing on your swings. I tried a lot of your food, but the sweet taste of ice cream was always so yummy and good. And I never knew what flavor to choose. I think I tried 32. While walking on the street, a friendly dog came up to sniff. I think he knew something about me was quite unique. He told me that going camping would be something great to do on my trip. And I said, thank you for the tip. I went shopping for gear and filled my cart with lots of things that I thought would be ideal. But I'm not sure if I knew exactly what they did. Then, I flew to a site that had all the most beautiful sights, where I could see mountains, trees, and I heard lots of birds sing. It was really a wonderful thing. It took me some time to set up my camp, but I was lucky to find some help around. A little bear helped me bring out a chair, and a raccoon said, your tent should look like a balloon. Later that night, I saw my planet shining bright in the sky. It looked like a beautiful star so high. I went for a walk the next day, and I found so many wonders along the way. I saw a deer, a curious rabbit, and lots of flowers. Their colors were something I've never imagined. As my trip was coming to an end, I was looking for something marvelous to do before I left. Then I came across a lovely fox and he said, you should go to the mountaintop. Walking uphill was no easy feat, as my bag was heavy with all the snacks I wanted to eat. But I finally made it. Let me tell you, it was the most rewarding thing, as the view of your planet was truly a beautiful gift. And that was it. I just thought of writing this letter to tell you about my wonderful trip, and that your planet is truly unique and a beautiful place to live in. So please don't forget to take really good care of it. Your friend from space, Crit. Người trái đất thân mến, trong chuyến du hành vũ trụ cuối cùng của tôi đã quyết định đến thăm hành tinh xinh đẹp của bạn trong hơn một tuần. Và tôi rất muốn kể cho bạn nghe tất cả về nó. Tôi đến từ một hành tinh xa xôi, và điều tôi thích nhất là du hành xuyên vũ trụ, khám phá mọi địa điểm mới tuyệt vời. Tôi nghĩ bạn chưa bao giờ nhìn thấy tôi,
vì tôi đã cố hết sức cải trang để có thể hòa nhập. Và điều hữu ích là tàu vũ trụ của tôi có thể biến mất chỉ bằng một cú nhấp chuột. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến một nơi có đầy thứ mà bạn gọi là tuyết, và điều đó thật là vui, nhưng rất lạnh. Sau đó, tôi nhớ hành tinh của bạn trông có màu xanh, nên tôi đã bay qua đại dương rộng lớn của bạn. Tôi chào một con rùa, một con cá heo và một con cá voi lớn. Tôi hỏi chúng, tiếp theo tôi nên đi đâu? Và họ nói rằng bãi biển là một nơi tuyệt vời. Tôi thực sự thích chơi trên cát, tìm kiếm vỏ sò và thậm chí lướt trên đỉnh sóng. Sau đó, tôi nằm xuống để thư giãn thì một con hải âu đến chào. Tôi không hề biết rằng điều anh ta muốn là lấy tất cả thực phẩm của tôi. Vì tôi muốn thấy nhiều nhất có thể qua các thành phố của bạn, tôi đã thực hiện cái mà tôi nghĩ bạn gọi là du lịch. Tôi đã thấy những điều tuyệt vời, nhưng điều tôi thích nhất là chơi trên xích đu của bạn. Tôi đã thử rất nhiều món ăn của bạn, nhưng vị ngọt của kem luôn rất ngon và tuyệt. Tôi chưa bao giờ biết nên chọn hương vị nào. Tôi nghĩ tôi đã thử 32. Khi đang đi trên đường, một chú chó thân thiện tiến tới đánh hơi. Tôi nghĩ anh ấy có điều gì đó mới mẻ về tôi khá độc đáo. Anh ấy nói với tôi rằng đi cắm trại sẽ là điều tuyệt vời để làm trong chuyến đi của tôi. Và tôi nói, cảm ơn vì tiền bo. Tôi đã đi mua sắm thiết bị và chắc đầy xe đẩy của mình rất nhiều thứ mà tôi nghĩ là lý tưởng. Nhưng tôi không chắc liệu mình có biết chính xác những gì họ đã làm hay không. Sau đó, tôi bay đến một nơi có cảnh đẹp nhất, nơi tôi có thể nhìn thấy núi non, cây cối và nghe rất nhiều tiếng chim hót. Đó thực sự là một điều tuyệt vời. Tôi đã mất một thời gian để dựng trại, nhưng tôi thật may mắn khi tìm được sự giúp đỡ xung quanh. Một con gấu nhỏ giúp tôi mang một chiếc ghế ra, và một con gấu trúc nói, liều của bạn không nên trông sóng một quả bóng bay. Tối hôm đó, tôi thấy hành tinh của mình tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Nó trông sống như một ngôi sao rất đẹp ở trên cao. Tôi đã đi dạo vào ngày hôm sau và tìm thấy nhiều điều kỳ diệu trên đường đi. Tôi nhìn thấy một con nai, một con thỏ tò mò và rất nhiều hoa. Màu sắc của chúng là thứ mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Khi chuyến đi của tôi sắp kết thúc, tôi đang tìm kiếm điều gì đó tuyệt vời để làm trước khi rời đi. Sau đó, tôi tình cờ gặp một chú cáo đáng yêu và nó nói, bạn nên lên đỉnh núi. Đi bộ lên dốc không phải là điều dễ dàng, vì túi của tôi nặng trĩu với tất cả đồ ăn nhẹ mà tôi muốn ăn. Nhưng cuối cùng tôi đã làm được, và để tôi nói cho bạn biết, đó là điều đáng giá nhất. Vì quang cảnh hành tinh của bạn thực sự là một món quà tuyệt đẹp. Và thế là xong, tôi chỉ nghĩ đến việc viết bức thư này để kể cho bạn nghe về chuyến đi tuyệt vời của tôi, và rằng hành tinh của bạn thực sự độc đáo và là một nơi tuyệt đẹp để sinh sống. Vì vậy, xin đừng quên chăm sóc nó thật tốt nhé. Bạn bè của bạn từ không gian, Chris.